giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt, Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn. Vâng, xin chào anh em quý vị và các bạn. Chào mừng anh em quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Anh Em Hỏi. Chúng tôi xin phép chia sẻ được trả lời cùng với anh Vinh Gat 69. Và chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta là nên chọn xe AVKD hay 4VKD. Cái câu hỏi đầu tiên mà tôi rất muốn gửi tới anh Vinh đấy chính là AVKD và 4VKD là gì? Khái niệm chung về AVKD và 4VKD thì có thể hiểu rằng là một cái là dịch sát ra là toàn thời gian, AVKD là toàn thời gian. Tức là lúc nào nó lúc nào cũng thế, 24/24, buổi tối nó cũng chạy, buổi đêm nó cũng chạy, ban ngày nó cũng chạy. Còn cái kia có thể nói là bán thời gian. Bán thời gian là mình có khả năng chạy một cầu và mình có khả năng chạy hai cầu. Thế thì cái điểm giống và cái điểm khác nhau giữa hai cái loại dẫn động này, bởi vì bản chất là trong quá trình mà trao đổi thông tin giữa các cái dòng xe với nhau ấy, thì tôi cũng nhận được rất nhiều cái ý kiến và những cái câu hỏi về hai cái này nó khác nhau cụ thể như thế nào, cái điểm giống và khác nhau. Thực ra còn một loại nữa mình chưa đề cập đến là cái loại nó lai giữa cái này và cái kia. Tức nó có thể biến thành xe toàn thời gian, nó có thể bán thời gian, nó có thể là một cầu. Tức là 4VKD và AVKD cộng lại chia 2 thì nó sẽ ra cái loại đấy. Cái loại đấy. Thực ra là cái hệ thống 4 dẫn động 4x4 thì nó có nhiều loại, nhưng mà mình theo cái quan điểm của mình thì mình bản chất sử dụng cái hệ thống dẫn động 2 cầu để vượt qua một cái gì đấy, nếu như mình hiểu là để đi qua một cái gì đấy thì nó đã là gọi là hãn hữu trong cuộc đời rồi. Bây giờ mình lại còn mang nhiều hệ thống đấy thì mình vào để sử dụng trong cái hạn hữu trong cuộc đời đấy nữa thì nó bao giờ mình mới gặp để mình cái cơ hội để mình sử dụng hết. Và ngay cả rất nhiều người mà có cái xe hai cầu cũng chả thèm quan tâm nó hoạt động ra làm sao và mình có cái hệ thống đấy của mình là cái gì. Tất nhiên rồi, ví dụ có nhiều bạn cũng hỏi là ví dụ cái chế độ mốt, ngay cả mốt ví dụ Sport, Sport Plus trên xe mẹ cũng thế, là cũng chưa dùng bao giờ. Cả đời chả dùng. Chỉ dùng comfort cho nó êm. Vậy thì cái điểm anh có thể tổng kết giúp là cái điểm mà giống giữa AVKD và khác so với 4VKD là gì? Giống là cùng là dẫn động 4 bánh. 4 bánh. Cùng là dẫn động 4 bánh. Để dễ hình dung ấy thì mình xem cái cấu tạo của cái AVKD trước. Rồi. Ok. Hình dung là cái xe đạp đây. Cái xe đạp thì mình đạp cái bánh sau, với một cầu. Một cầu, rồi. Ok. Trong trường hợp mình lắp một cái bàn đạp vào cái bánh trước, xong mình cho ông ngồi lên ghi đông đạp tiếp. Nhưng mấy cái xe đạp đôi ở các resort thì như là có cái đấy. Xe đạp đôi đấy thì là hai người đạp một cầu sau. Bây giờ mình sẽ cần ra hình dung ra một cái xe đạp là một người đạp cầu sau, một người đạp cầu trước. Rồi. Đây, cái xe đạp đây đây. Trong trường hợp mà ví dụ hai ông Hùng khỏe như nhau, hai ông photocopy ngồi cả trên, cả trước, cả sau thì đạp ra một cái tốc độ là bánh trước với bánh sau như nhau. Rồi. Thì đấy nó là 4VKD. Là 4VKD. Ok. Trong trường hợp mà nhà sản xuất muốn tạo ra những cái tỷ lệ khác nhau, ví dụ như là một ở đằng sau thì cho ông này đạp đi. Đây đằng sau cho ông này đi, ông Lotus đi. Đấy, Lý Đức chẳng hạn đạp cầu sau. Ok, và ở trên cái bánh trước ấy thì dùng một cái cô gái xinh đẹp mà yếu hơn Lý Đức, Ngọc Trinh chẳng hạn đi, cùng đạp một cái xe đạp đi. Thì mình sẽ thấy là cái xe đạp sẽ di chuyển với cùng vận tốc cả bánh trước và bánh sau như nhau, nhưng mà cái lực tác động lên cái bánh xe thì của ông Lý Đức sẽ khỏe hơn cô gái kia. Và đấy là cái sự khác biệt lớn nhất của AVKD. Đấy là AVKD. AVKD là nó cần phải có một cái hệ thống, một cái bộ phận để nó có thể phân bổ được cái lực kéo. Thông thường thì đối với cái hệ thống AVKD này thường sẽ được trang bị trên những cái dòng xe như nào? Bởi vì là thông thường ví dụ tôi đã thử các cái dòng xe Range Rover ấy, thì thực ra mà cái mà tôi đã thử cái hệ thống dẫn động của nó thì thực sự nó rất hay. Từ xe Evoque đến cả ấy, nhưng mà cái giá trị của Range Rover nó là thương hiệu, nó là cái hệ thống dẫn động, bởi vì gì? Từ xưa đến nay nó vẫn thế mà. Nó vẫn thế. Thì khi mà xem trên cái màn hình thì cái tỷ lệ truyền lực của nó là nó tùy theo điều kiện. Ví dụ thậm chí tùy theo cả cái mức mình đạp ga nữa. Gần như là nó biến thiên. Ông có thể để dễ hình dung cũng trên cái xe đạp này. Vâng.
ở đằng sau vẫn ông Lý Đức này. Rồi. Ở đằng trước vẫn là cô Ngọc Trinh. Cô Ngọc Trinh. Ok, mình có thể nếu như mà một cái hệ thống tiên tiến có thể đổi ông Lý Đức lên đằng trước và được Ngọc Trinh ra đằng sau tùy điều kiện, tùy theo cái độ bám, tùy theo cái điều kiện bên này. Chính vì thế mà cái xe toàn thời gian nó sẽ đắt tiền hơn. Ngoài ra cái xe toàn thời gian nó có thể với một cái trang bị thêm rất là nhỏ nó có thể biến luôn thành cái xe cầu trước hoặc cầu sau á? Không, biến thành cái xe 40 kfd. 40 kfd, tức là nó lốc luôn. Nó lốc luôn. Nó lốc luôn. Nó có thể chuyển cái thì chính vì thế nó đắt. Chính vì thế mà nó đắt. Và nó toàn nó phần lớn được trang bị những xe đắt tiền. Tại sao? Tại vì là ở trên xe đắt tiền ấy thì ví dụ anh chạy xe một cầu, mà anh hình dung anh chạy một cái xe bán tải một cầu mà chở hàng rất là nặng, mà anh để có một cầu thôi, khi anh vào cua thì tất nhiên là quang nó có thể là rất dễ quăng đuôi, dễ tai nạn. Nhưng nếu mà lúc đấy anh là hai cầu thì anh sẽ an toàn hơn, anh ra cua tốt hơn, tạo ra lực bám tốt hơn. Thì chính vì thế ở trên xe đắt tiền và đặc biệt là xe SUV là người ta là cái xe to nặng rồi thì người ta sẽ đề cập về vấn đề an toàn bằng cách cấu tạo cái hệ thống 4x4 toàn thời gian. Nhưng mà thông thường ví dụ như nhá, bây giờ tất cả những cái dòng xe AVKD kiểu như rất đặc biệt của Formatic, của Mercedes này, rồi là Quattro, rồi X-Drive, trên cả Range Rover các kiểu nữa, thì thậm chí nhiều khi là chỉ chạy cầu sau chuyển lực 100% vào cầu sau, điều đấy có không? Bởi vì tôi nhìn trên biểu đồ cái biểu đồ mà chuyển lực của nó ấy, trên cái sơ đồ ấy, nhiều khi nó chỉ chạy mỗi cầu sau thôi. Nhưng mà khi cần tăng tốc lên đi ví dụ bò khoảng 10-20 km chẳng hạn thì nó mỗi cầu sau, nhưng mà đạp ga lên cái nó chuyển 10% ra cầu trước, kiểu đấy, thêm nó lại chuyển thêm nữa. Đúng, tại vì đối với một số xe mà có thể nó công suất nó lớn, mình dễ hình dung, hoặc nó quá nặng, thì cái xu hướng mà nếu như mà chỉ chạy một cầu thôi đạp ga thì nó dễ bị xoáy bánh tại cái thời điểm mình đạp ga, thì nó phải cần thêm cái dẫn động ở cái cầu còn lại thì nó mới tạo ra cái lực bám tốt hơn. Thế thì đối với cả tôi có đọc tài liệu về cái 40 kfd và AVKD thì thông thường là anh em chia sẻ như thế này, là 40 kfd thường là dùng trên những cái dòng mà tức là nó có thể cài được chế độ cầu chậm, còn AVKD là chạy có thể ở tốc độ cao vân vân, thì cái sự khác biệt đấy thì như mình thấy là 40 kfd là nó thiên về sử dụng trên những cái xe mà nó đề cao cái tính bền bỉ, ví dụ như là những cái xe bán tải này, những cái SUV của Nhật này, và nó có thể nói là nó rẻ hơn về chi phí chế tạo, chính vì thế mà nó trang bị ở trên những cái xe nó kém đắt tiền hơn. Còn về bản chất thì AVKD nó vẫn tối ưu hơn. Tất nhiên AVKD là tối ưu trên mọi trường hợp. Còn 40kfd chỉ tối ưu ở trên khả năng off-road thôi. Ví dụ như AVKD trên dòng G-Class ấy, nó có 3 cái khóa bi sai đấy chắc là tuyệt vời. Đấy là một cái ví dụ điển hình về cái việc là anh có thể chuyển từ cái chế độ AVKD sang 40kfd, xong rồi sang cầu chậm, rồi sang đủ các thứ, có bao nhiêu cái trang bị off-road là nó sẽ ở trên cái xe đấy. Đấy là nó có hết. Đấy là một cái ví dụ tốt về gọi là full option đấy. Vậy thì cái câu hỏi cuối cùng là thì chúng ta nên chọn loại nào? Chọn loại nào thì cũng rất là khó, mình phải đi vào mình cố gắng hiểu biết về cái cấu tạo của bản chất các hệ thống và sau đó mình sẽ đưa ra cái chọn lựa cho mình. Nếu như cả đời mình chỉ đi trong phố thì cái xe hai cầu đối với mình nghĩ là một cái sự thừa thãi mà chả để làm cái gì. Không, ở đây là giữa AVKD và 40kfd cơ, tức là cũng là hai cầu cả, nhưng một cái bán thời gian và một cái một cái 40kfd và một cái AVKD. Quay lại theo cái nhu cầu sử dụng. Nếu như anh muốn chỉ một cái xe để anh đi vào, ví dụ như những người làm về công trình hay làm trên mỏ thì bao giờ cũng mua một cái xe bán tải để chở cái gì đó vào trong đấy. Và những cái người mà người ta như kiểu quản lý chẳng hạn, cả năm người ta đi vào đấy một lần thì người ta vẫn có thể vẫn đi AVKD. Tại vì phải nhìn sâu cái vấn đề là AVKD có thể biến thành 40kfd một cách đơn giản. Nhưng 40kfd mà biến thành AVKD thì lại không thể. Là không thể. Vì do cấu tạo, vì cơ khí. Trên các cái dòng xe, nhất là tôi chạy thử các dòng xe Porsche chẳng hạn, nó thể hiện cũng rất rõ cái việc AVKD nó cái vấn đề chuyển lực cực kỳ rõ luôn. Rõ, đấy là một cái rất hay. Vâng, thưa các bạn, đấy là những cái chia sẻ của chúng tôi về nên chọn AVKD hay 4VKD. Còn các bạn, ý kiến của bạn như thế nào, xin vui lòng hãy để lại comment bên dưới clip. Và các bạn nếu như có những cái câu hỏi, xin vui lòng gửi tới chúng tôi bằng cách comment ngay bên dưới clip, hoặc gửi qua inbox, hoặc comment ngay bên dưới cái fanpage Facebook của chúng tôi.